이곳 하노이에서 광고인 여러분을 만나셔서 매우 기쁩니다. Xin kính chào quý vị, như vừa giới thiệu tôi là Kim Nak Hee, Chủ tịch Liên đoàn Quảng cáo Hàn Quốc, đồng thời là Chủ tịch Ban tổ chức Asia Seoul. Mình chào Viet Ed 2023 hướng dẫn 귀한 시간을 내주신 Nguyễn Chuong Son, 부의 회장님을 비롯해서 베트남 광고계 여러분들에게 감사를 드립니다. 우선 오늘 이 자리는 베트남의 최신 광고와 디지털 마케팅을 직접 체험하고 공부할 수 있는 뜻깊은 기회라고 생각이 돼서 더욱 특별합니다. 또한 이 자리에서 올해 10월 서울에서 개최되는 디지털 마케팅 페스티벌을 소개할 수 있게 돼서 대단히 영광스럽게 생각을 합니다. 네, 오늘 또 rất vui mừng khi được gặp các quý vị đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Hà Nội. Lời đầu tiên, tôi xin được cảm ơn ngài Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Và cũng như toàn thể các quý vị đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo của Việt Nam đã dành thời gian quý báu để tham dự triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam ngày hôm nay tại đây. Sự kiện ngày hôm nay thêm phần đặc biệt và có ý nghĩa khi được trải nghiệm trực tiếp và hỏi về marketing số cũng như công nghệ quảng cáo mới nhất của Việt Nam. Nhân đây, tôi cũng xin được giới thiệu với toàn thể quý vị một sự kiện giới thiệu về thiết bị kỹ thuật số đặc biệt có tên Asia Seoul sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây tại Seoul. 잘 아시는 것 같이 65년 전통을 가지고 있는 에드아시아는 20여 개 아시아 국가에서 참가하는 아시아 최대 규모의 광고 마케팅 페스티벌입니다. 한국에서는 지난 1984년 그리고 2007년 제주도에서 개최했고 이번에 세 번째 열리게 되는데 주제는 변화, 놀이, 연결이라는 주제를 가지고 열리게 됩니다. Như quý vị cũng đã biết, Asia đã có truyền thống 65 năm là ngày hội về tiếp thị số quảng cáo có quy mô lớn nhất châu Á với sự tham gia của hơn 20 quốc gia châu Á. Tại Hàn Quốc, lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 1984 tại Seoul, lần hai được tổ chức vào năm 2007 ở Jeju và đây là lần thứ ba được tổ chức tại Seoul với chủ đề chuyển đổi, giải trí, kết nối. 이번 에드아시아 서울에서는 디지털 시대를 맞이해서 광고와 마케팅의 역할과 범위를 새롭게 정의하는 사항이 될 것이고 새로운 디지털 기술을 던지는 새로운 숙제 그리고 도전을 에드아시아 서울에서 함께 논의하고자 합니다. Đặc biệt, Asia Seoul lần này được mở ra trong thời đại kỹ thuật số, mở ra một chương mới, định nghĩa lại phạm vi và vai trò của tiếp thị và quảng cáo. Kỹ thuật số mới đặt ra những thách thức cũng như nhiệm vụ mới. Điều này sẽ được chúng ta cùng nhau thảo luận tại triển lãm Asia Seoul tới đây tại Hàn Quốc. 조금 전에 그 소개 영상에서 보셨듯이 전 세계는 K-pop, K-drama, K-movie는 그 K-culture의 성공에 대해서 상당히 찬사를 보내고 있습니다. 이들의 성공 문제는 무엇이 있었을까요? 여러분들이 잘 아시는 것 같이 광고 크리에이티브라고 하는 것은 역시 문화를 만들어가는 콘텐츠의 일부분입니다. 이번 에드아시아 2023은 K컬처의 중심, 서울에서 열리는 만큼 그 성공의 비결을 아시아 광고인들하고 함께 나누고자 합니다. Như các quý vị đã thấy trong video giới thiệu, thế giới đang vinh danh sự thành công của K-culture, K-pop, K-movie và K-drama. Vậy đằng sau những thành công này là gì? Như quý vị và các bạn đã biết, quảng cáo sáng tạo cũng là một phần nội dung tạo nên văn hóa. Sự kiện Asia 2023 được tổ chức tại Seoul tới đây, được tổ chức tại trung tâm của K-Culture. Chúng tôi muốn chia sẻ bí quyết thành công đó với tất cả các nhà quảng cáo châu Á. Asia Seoul에서는 획기적인 변화를 체험하실 수 있도록 다양한 프로그램을 준비하고 있습니다. 우선 단순한 네트워킹 중심의 광고 대회가 아니고 실질적인 비즈니스의 장이 되도록 전시 부스를 만들어서 신기술 소개하는 에드테크 전시회가 동시에 개최됩니다. 이러한 비즈니스 쇼케이스를 통해서 아시아 각국의 콘텐츠, 플랫폼, 에드테크, 크리에이티브 기업들이 새로운 비즈니스의 기회를 창출할 것으로 기대를 하고 있습니다. Asia 2023 Seoul được tổ chức tại Seoul lần này đang chuẩn bị rất nhiều chương trình đa dạng để chúng ta có thể trải nghiệm những thay đổi đột phá. Đây không phải là đại hội về quảng cáo lấy trọng tâm là những quốc kỳ đơn thuần,
sự kiện còn là nơi triển lãm về công nghệ quảng cáo, nơi các kỹ thuật mới hàng đầu được giới thiệu tại các gian hàng, và cũng là nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm những cơ hội kinh doanh thực sự. Thông qua buổi business showcase này, chúng tôi hy vọng rằng các công ty nội dung, công nghệ quảng cáo sáng tạo và nền tảng ở châu Á sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới. 무엇보다도 이번 대회는 젊고 역동적인 광고 대회가 될 것입니다. 디지털 시대를 맞이해서 광고계 역시 숨가쁘게 변화하고 있습니다. 광고인들도 젊어졌고 그리 추구하는 소통 방식도 달라졌습니다. 아시아 광고계를 이끌어갈 젊은 광고인들이 많이 참여할 수 있도록 다양한 프로그램을 준비하고 있습니다. 오늘 대회는 대회 중 활동, 젊은 ngành quảng cáo cũng đang trải qua những thay đổi nhanh chóng. Các nhà quảng cáo cũng trở nên trẻ hơn và phương thức truyền thông mà họ theo đuổi cũng thay đổi. Để khuyến khích các nhà quảng cáo trẻ, những người sẽ dẫn đầu ngành quảng cáo châu Á tham gia, chúng tôi đang chuẩn bị các chương trình khác nhau. Ví dụ như Asia 대학생들 대상으로는 아이디어 공모전을 통해서 선발된 각국 대학생들을 에드아시아 서울에 참가시키는 특전을 주려고 합니다. 그리고 서울을 찾는 광고인들이 재미있는 네트워킹 파티, 서울 컬처 나이트 등 이 파티를 통한 교류를 통해서 새로운 자극과 영감 그리고 인사이트를 공유하게 할 것입니다. Ví dụ như chúng tôi muốn trao đặc quyền tham gia Asia Seoul cho các sinh viên đại học của các quốc gia khác nhau được lựa chọn thông qua cuộc thi ý tưởng dành cho sinh viên đại học châu Á. Ngoài ra, các nhà quảng cáo đến thăm Seoul sẽ trải nghiệm sự phấn khích, cảm hứng và cái nhìn sâu sắc mới thông qua các hoạt động trao đổi như Network Party và đêm tiệc văn hóa Seoul. Asia 광고인들의 대화합과 지속 가능한 광고인들을 미리 만나볼 수 있는 에드아시아 서울에서 여러분을 만나볼 수 있기를 기대합니다. 베트남과 한국은 경제와 문화 교류를 통해서 깊은 우정을 쌓아왔습니다. 분명히 10월 서울 코엑스에서 많은 베트남 광고인들을 만날 수 있기를 기대하겠습니다. 이어서 허태현 사무총장이 보다 자세한 대회 내용을 설명드리겠습니다. 감사합니다. 네, chúng tôi mời các bạn đến với Asia 2023, nơi các bạn có thể thấy được sự hòa quyện tuyệt vời giữa các nhà quảng cáo châu Á và tương lai của quảng cáo bền vững. Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị sâu sắc thông qua các hoạt động giao lưu về kinh tế, văn hóa. Chúng tôi rất mong được gặp gỡ nhiều nhà quảng cáo Việt Nam tại COEX ở Seoul vào tháng 10 tới. Tiếp theo thì xin mời Tránh Văn phòng Heo Tae-yeon sẽ giải thích chi tiết về nội dung của sự kiện. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Minh Hoi, thank you for your time.